Thợ giày xấu tính. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có bác chủ tiệm giày tên là Iris. Bác cực kỳ khó tính, lúc nào cũng tìm ra được lý do để trách móc mọi người xung quanh mình. Mẹ cậu đúng là hài hước thật đấy. Vừa làm vừa nói chuyện như thế thì làm việc tập trung thế nào được hả? Tôi cho các cậu nghỉ đi cười nha. Ôi ôi, ông chủ, chẳng qua cậu ấy vừa mới kể cho tôi chút chuyện hài về mẹ cậu ấy thôi, không có gì đâu ạ. Là lý do lý trấu, không làm việc mà chỉ ngồi buôn chuyện. Xin lỗi ông chủ, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm mà. Này, này, bà làm cái gì vậy? Thì tôi đang nhóm lò nấu cơm đây. Ban nãy ông kêu đói nên tôi phải vật vã chuẩn bị bữa trưa cho ông chứ sao nữa. Trời ơi là trời, dừng lại ngay. Có chuyện gì mà ông hốt hoảng thế? Trời ơi là trời, bà định đốt cả cái nhà này đi hay sao mà đun nhiều củi như thế? Bỏ bớt củi ra. Thì cũng phải đủ củi thì mới chín được thức ăn chứ. Có phải tôi chưa nhóm lò bao giờ đâu mà ông phàn nàn như thế? Cái bà này, tôi đã nói như vậy rồi mà bà vẫn còn cố tình cãi lại tôi. Bà thật là bảo thủ. Không biết tôi hay là ông bảo thủ. Ông không hài lòng thì ông tự nhóm lò trong bếp đi. Bà ở nhà mà không nấu nướng thì làm gì? Tôi chợt nhớ ra bên nhà vợ chồng chú Smith có nhờ tôi sang giúp một tay. Cô chú ấy đang làm nhà. Thôi tôi đi đây. Bà Emily, bà Emily. Chào bác Iris, bác sang tìm bác Emily đi ạ. À, nhà tôi đang cùng bác ấy dọn dẹp bên trong bác ạ. À, xây với chả cất, dùng mấy thứ nguyên liệu rẻ tiền như thế này thì chả mấy mà lại sập, lại tai bay vạ gió vào người thôi. Bác Iris, sao bác lại nói gỡ miệng như thế chứ? Thì sao nữa, nhìn xem, tôi góp ý thật, nhà cửa để ở, đã không xây thì thôi, chứ đã làm thì phải làm cẩn thận tử tế. Ngôi nhà này là tất cả những gì vợ chồng tôi dành dụm bấy lâu nay. Bác không biết thì đừng có nói. Anh không nghe lời tôi, đến khi tường đổ gạch rơi chết người thì ngồi đấy mà trách là sao người ngoài nhìn vào mà không nói gì. Bác nói gì? Bác nói lại xem nào. Tôi nói thật mà anh gân cổ lên với tôi như thế, anh không biết đúng sai thế nào à? Quỷ thà mà bắt bác đi. Tôi còn mong bác sẽ bị đầy xuống 9 tầng địa ngục. Không để bác Emily thì tôi cho bác một trận. Trời ơi, hai người đang làm gì vậy? Cậu Smith, cậu bỏ ông ấy ra. Còn bà này nữa, việc nhà thì nhát, việc hàng xóm thì xiên. Nhà cô chú ấy có công việc bận, họ cũng có lời nhờ vả tôi. Tôi sang giúp cũng là điều bình thường. Ông nói gì khó nghe thế. Tóm lại bà có về nhà hay không? Bà không về thì bà ở luôn đây, hay đi đâu thì tùy, tôi không cản. Ông Iris, ông thật quá đáng. Ở nhà tôi thì bà phải làm theo mệnh lệnh của tôi. Còn nếu bà không chịu được thì bà đi đâu thì tùy. Bà Emily, bà Emily. Không phải gọi, để xem bà ấy đi được mấy ngày. Mà có giỏi thì đi luôn cũng được. Mình đang ở đâu thế này? Sao lại có một cái cổng cao đồ sộ đến vậy? Nhà ai mà khổng lồ thế chứ? Ngài, hình như ngài là Thánh Pedro sao? Đúng rồi, ngươi nhận đúng người rồi đó. Ta là Thánh Pedro. Sao tôi lại được gặp ngài ở đây? Lẽ nào đây là thiên đường? Đúng vậy, ông Iris, đây chính là thiên đường, nơi của những điều kỳ diệu và bất tử. Ôi trời, có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ tới điều này. Nhưng thưa ngài, cánh cổng kia lớn quá, tôi chẳng thể nào mở để vào bên trong thăm thú được. Xin thánh hãy giúp tôi để tôi được vào bên trong với ạ. Với cái tính của ông thì ta nghĩ ông không nên vào đó, kẻo lại chuốc lấy họa vào thân. Tôi làm sao cơ? Tôi chẳng thấy mình có khuyết điểm gì cả. Ông thì lúc nào cũng thích chê bai và trách móc người khác. Ông không thấy là mọi người xung quanh mình đều thấy khó chịu sao? Ta dặn kỹ ông lần nữa nha. Vào trong đó nhớ giữ mồm giữ miệng, kẻo lại bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục đấy. Không ai cứu được ông đâu. Ta sẽ cho ông biết địa ngục nó thế nào.
Ôi không, xin hãy tha cho tôi. Không. Trời ạ, thật là kinh khủng. Sợ hãi thay cho những ai bị ném xuống đó. Nếu ta cho ông vào bên trong thâm thú thiên đàng, thì hãy nhớ kỹ lời của ta. Phải biết giữ mồm giữ miệng, không lại rước họa vào thân đó. Dạ thưa vâng, tôi xin nhớ lời ngài ạ. Thân kỳ thật, đúng là thiên đường có khác. Người thường như mình không phải cứ muốn hái quả là được. Không biết họ đang khiêng cái gì thế nhỉ? Mà sao họ không khiêng dọc mà lại đặt chiếc hộp đặt ngang thế kia? Như thế chẳng vướng lắm mà, làm ăn chẳng khoa học tẹo nào. Ta dặn kỹ ông lần nữa nha. Vào trong đó nhớ giữ mồm giữ miệng, kẻo lại bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục đấy. Không ai cứu được ông đâu. Thánh Pedro đã dặn như vậy rồi, thôi mình không nên nói gì hơn. Thôi thì mặc kệ họ vậy. Các người sao lại... Sao người trên thiên đường lại ngu ngốc thế nhỉ? Họ khiêng thùng nước thế kia thì chỉ có phí công. May quá, suýt chút nữa thì mình đã buông lời chê bai họ rồi. Phải cẩn thận cái miệng hơn mới được, kẻo lại phải xuống địa ngục không biết chừng. Không ngờ chốn thiên đường lại có nhiều kẻ ngốc nghếch đến vậy. Khiếp, sao xe của ông chất nhiều đồ thế? Khung xe thì bé tí mà đồ thì lại nhiều thế kia. Trong đó là những nguyện vọng tốt đẹp đấy. Ông cho rằng như thế là nhiều à? Nhưng mà nếu những nguyện vọng tốt đẹp không ra khỏi cái hố này được thì thực hiện sao đây? Tính với chả toán, không biết lượng sức mình gì cả. Gã ta mà là người làm của mình thì mình đã đuổi việc từ lâu rồi. Ông biết gì mà nói, đừng có làm ta phân tâm trong lúc đang làm việc, kéo lại ân hận chẳng kịp đấy. Xem kìa, ông ta làm cái gì cũng lóng nga lóng ngóng như thế. Đó, xe ông ta làm kìa, có chán không cơ chứ? Những cái hòm chất trên xe thì nhìn rõ là nặng vậy, mà buộc thì lỏng lẻo như thế, bảo sao... Ha, đúng là đồ ngốc, một tên đại ngốc. Ta không ngờ trên thiên đình vẫn còn một kẻ ngốc như ngươi. Xưa đến giờ, người ta đều buộc ngựa ở phía trước để kéo xe. Tại sao nhà ngươi lại buộc ở đằng sau xe thế? Không biết làm thì thôi, tránh xa ra để ta làm cho. Đồ ngốc, ta đã nói cho mà biết, đã biết rồi còn không chịu sửa là sao? Tránh ra, ta buộc lại xem nào. Đồ khốn kiếp, cứ muốn xen vào việc của người khác. Ngươi làm hỏng việc của ta rồi. Cứu tôi, cứu tôi, cứu. Hóa ra là một giấc mơ. Mình chê ông ta thậm tệ, nhưng mà rõ ràng những con ngựa đó đâu có kéo xe bình thường đâu. Bọn chúng bay mà. Thế thì cần gì phải buộc chúng vào trước đầu xe như ở đây đâu. Trước giờ mình cứ khăng khăng bắt người khác phải theo ý của mình, nên mới gây ra nhiều sự khó chịu như vậy cho mọi người. Nhưng có những thứ mình tưởng là đúng, lại chưa chắc đã đúng. Bà Emily! Bà Emily ơi! Ông Iris, ông còn đến đây làm gì? Bà Emily, tôi xin lỗi bà. Tôi đã thật quá quắt khi lúc nào cũng vô cớ, nóng nảy và giận dữ. Nhất nhất bắt người khác phải theo ý mình. Cho tôi xin lỗi nha. Ôi trời ơi, ông ấy này khá quá. Chưa bao giờ mình thấy ông ấy nói được những lời như vậy cả. Sao hôm nay ông có vẻ lạ vậy? Đêm qua tôi trải qua một giấc mơ. Đúng là có nhiều chuyện không như mình nghĩ bà ạ. Cho nên tôi cần bớt càm ràm lại. Từ giờ tôi không muốn trở thành một lão già lẩm cẩm, khó tính trong mắt mọi người nữa. Vậy bà có đồng ý tha lỗi cho tôi không nào? Ông nghĩ được như vậy là tôi mừng lắm. Được, tôi sẽ không nhắc gì về những việc đã qua nữa. Cảm ơn bà đã chịu đựng tôi suốt thời gian qua. Nào, bây giờ cùng tôi về nhà thôi nào.
ông chờ tôi một lát để tôi vào trong sửa soạn đồ đạc. À, mà ông cũng phải vào chào mẹ vợ một tiếng chứ. À, phải rồi. Thế là từ đó, người ta thấy ông Iris hoàn toàn thay đổi. Ông không còn cáu cẳn, gắt gỏng như ngày xưa nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.